Đấy, nhà dân người ta nuôi yến, nhà này dụng yến, yến về này các bạn này. Yến là của thiên nhiên nha các bạn. Yến tự do mưa xong là chua. Dạ, cái này hơn 100 ngàn đồng một ký. Có người dân hay hái trái dừa để bán dừa nước cho chút đường với chút đá vào hái về làm gì nấu canh hả? Nấu canh chua đúng không? Nấu canh chua. Giờ mới nên người dân đi hái cái lá non về nên nấu canh chua các bạn. Ăn không cho nắm này à? Dạ. Bắc cảm ơn. Là ngoài nhất là ở miền Trung thì chắc không chịu được. Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube Thành Channel. Để đầu video, Thành xin chúc tất cả các bạn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay Thành dẫn các bạn đi khám phá một Cần Giờ nha các bạn nha. Bây giờ mình đang đứng ở đầu đường Trần Quang Quần Quà Ươn Huyền Quần, tên gì tên khó đọc quá các bạn. Thế và mình thấy bà con nông dân đang sáng sớm và đang lao động như này rồi. Bây giờ Thành dẫn các bạn đi vào khám phá khu vực Cần Giờ, đường Trần Quang Quần gì đấy, nghe tên khó đọc quá các bạn. Bây giờ mời Thành mời các bạn đi vào bên trong khám phá cùng Thành xem có gì mới không nha các bạn nha. Đường Trần Quang Quà Ươn Quần, không biết tên là gì, khó đọc quá. Các bạn đọc, các bạn đọc dùm cho mình với. Đây mình thấy qua trường học. Trời ơi, trung tâm văn hóa huyện Cần Giờ, hoa phượng đẹp quá trời các bạn ơi. Đây là trung tâm văn hóa huyện Cần Giờ. Wow, mình thấy hoa phượng đẹp quá trời các bạn. Hoa phượng nở rộ luôn các bạn nha. Quang cảnh làng quê các bạn. Đây là huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nha. Quang cảnh làng quê mang tiếng là thành phố Hồ Chí Minh, một huyện là nằm trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cái sự phát triển của đô thị vẫn chưa phát triển các bạn. Bên địa phượng lở nhiều quá các bạn. Đấy, các bạn có nghe thấy tiếng yến kêu. Đó, nhà yến đấy các bạn. Các bạn thấy mình zoom lại cho các bạn xem nhà yến nha. Đó, nhà dân người ta nuôi yến, nhà này dụng yến, yến về này các bạn này. Yến là của thiên nhiên nha các bạn. Yến tự nhiên, tự nhiên. Cho nên là nhà nào hên thì dụng được, còn nếu mà nhà nhiều nhà tổ chức xây nhà bỏ cả tiền tỷ vài tỷ xây nhưng mà không có yến nha các bạn. Đây là hình ảnh của một nhà yến nha các bạn nha. Đây là một huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, mà tiếng là của đất của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà do đường đi lại nó khó khăn các bạn, cho nên là sự phát triển đô thị nó vẫn còn đang kém. Ồ, trời quá trời phượng các bạn ơi. Mình thấy bên đây phượng người dân trồng quá trời các bạn. Phượng nở rộ luôn, đẹp quá trời.
Bác có mấy nay ở bên đây có mưa không bác? À thế hả? Thế là được rồi. Đây mình thấy có bác đang chăm cây cảnh. Ở bên đây mình hôm qua hôm kia vẫn có mưa hả bác hả? À thế là mưa là được rồi. Mưa nó xuống nó mát cây cối nó tốt. Chứ vừa rồi ở trên bên thành phố bên mình trên bên kia trời ơi cây chết quá trời, vỉa đường chết quá trời luôn. Bây giờ ai cũng lắp mẹ cái gốc cái lợi giống. Đúng rồi. Lắp lợi giống cái cây này tôi để như vậy đó. À thì nó sống đúng rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Cái này là thuộc về xã Bình Khánh nha bác nhỉ? À, xã Bình Khánh. Đường gì đường tên là Trần Văn Quần gì đọc quá à, bác. Quần. Quá đọc quá. Con đi con quay cảnh làng quê chia sẻ lên cho người dân coi. Rồi bác làm nhá. Con cảm ơn bác nhiều. Đi qua từ bên trung tâm thành phố đi sang đây phải qua một cái phà Bình Khánh. Chính vì vậy cho nên là sự đô thị phát triển đô thị nó còn chậm hơn ở các khu vực khác các bạn, tại vì nó không thuận tiện đường giao thông như các bạn. Đây cho nên chính vì vậy cho nên mới giờ có còn một chút quê các bạn nha. Bây giờ mình mời các bạn đi khám phá đường Trần Văn Quần, xã Bình Khánh, còn một chút quê các bạn. Tại đô thị hóa chưa phát triển do đường giao thông đi lại cho nên là mới còn được một chút quê, chứ nếu như mà nó phát triển nhanh thì chắc không còn những cảnh quê như thế này các bạn. Nhưng mà theo như mình đọc báo thì dự kiến là thành phố đang phát triển 2030-2035 thì phát triển khu vực Cần Giờ sẽ trở thành là một khu du lịch sinh thái nha các bạn. Cảnh sông nước bên Cần Giờ đó các bạn. Nói đúng là đây nó là thuộc vào một huyện đảo Cần Giờ. Chính vì còn nằm xa trung tâm cho nên nó mới còn chút hương quê. Nên Thành mới chia sẻ cho các bạn xem cảnh đẹp, khám phá Cần Giờ. Đây đường làng, đây cái ngã ba đây mà không biết đi đường nào. Thôi trước mắt mình cứ đi theo đường này nha các bạn nhé. Người dân buôn bán. Đây là đường làng nha các bạn. Bây giờ chỉ có đi ra khu vực ngoại thành thì may mới có những cảnh làng quê như thế này thôi. Chứ còn nếu như ở trong thành phố thì đô thị hóa hết rồi, không còn những cái cảnh như thế này các bạn. Cảnh đẹp hoang sơ nhưng mà đẹp. Sang bên Cần Giờ là huyện đảo cho nên là nuôi trồng thủy hải sản, tôm, cua hay là người dân nuôi yến rất nhiều nha các bạn. Mình thấy đàn trâu quá trời kìa. Đây thôn quê đây, mấy chị không biết là hái gì đây. Mấy chị hái lá gì đấy chị ơi? Mấy cô hái lá gì ạ? Lá me. Lá me hả? Me hơi chua chua. À, hái về làm gì ạ? Nấu canh hả? Nấu canh chua đúng không? À nó giờ mới nên người dân đi hái cái lá non về nên nấu canh chua các bạn. Ăn không cho nắm nè. Dạ, cảm ơn. Giờ còn phải đi nhiều lắm, mang đi chốc lá nữa nó héo hết. Đang đi chia sẻ cảnh quê cho làm YouTube mà chia sẻ cảnh. Chú ở đâu mà đi chia sẻ? Hả? Ở đâu mà đi chia sẻ? Ở bên thành phố bên kia. À, đi sang đi chỉ có bên chỉ có đi ra vùng ngoại thành này thì mới có những cảnh quê cảnh đẹp này, chứ còn trong phố thì không có. Nên phải đi ra đây quay cảnh chia sẻ cảnh quê.
Mọi người người ta thích coi này chứ, đợt trước quay ở trên trung tâm thành phố người ta lại không coi. Người dân lại không thích coi nhà lầu xe hơi mà thích coi cảnh thanh bình như thế này cơ. Bên hai nữa là chia sẻ như này, những người đi làm ăn xa lâu lâu không được về quê, không biết là cảnh quê phát triển như thế nào. Mày đi 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 xuống dưới cả còn cảnh dưới đẹp dữ nữa. Dưới nữa phải không? Cứ đi theo đường lộ này nè. Rồi. Đường ngoài sao mai chứ chịu ạ. Rồi cảm ơn nhé. Rồi anh đi đây. Đi quay cảnh quê bên đây rửa nước các bạn. Rửa nước này. Có đường đường điện là đường nhựa đây các bạn nha. Đây thấy có mấy nhà ở trong cái khu này như thế nào đây. Để dân ở. Bên này mình thấy yến bay nhiều lắm các bạn nha. Cảnh đẹp thiên nhiên. Bên các cô đang làm nhà. Cảnh thiên nhiên đẹp lắm các bạn. Ô, hoa phượng đẹp quá trời các bạn. Thành như Cần Giờ, Củ Chi hay đến ra một khu vực Long An, may là các bạn mới có thể nhìn thấy và tìm thấy những cảnh quê hương thanh bình như thế này. Còn khu vực thành phố thì tất cả đều là đô thị hóa hết, toàn những nhà xây. Trời mùa nắng là nắng nóng lắm các bạn. Bộ này qua cái đầm nuôi cá của người dân. Bên Cần Giờ thì hầu như là thuộc huyện đảo, nước mặn cho nên là người dân nuôi trồng thủy hải sản rất nhiều các bạn. Đây là một đầm nuôi tôm đấy. Tiếng chim kêu các bạn. Thanh bình đây rửa nước ở khu vực miền Nam này thì rửa nước thì đi đâu cũng có, người dân hay hái trái dừa về bán rửa nước cho chút đường với chút đá vào ăn cũng thơm ngon lắm các bạn, thơm mát mát, thơm dịu. Đây là đầm nuôi tôm, hai bên đây là đầm nuôi tôm nuôi cá các bạn. Rửa nước. Đường làng quê nhỏ lắm bạn. Một cái xe đi mình phải tránh. Rửa nước vừa mới khai thác xong nhà dân. Nhà dân đi đường khu vực vùng sâu vùng xa như thế này thì nó vắng ít người các bạn. Thấy sao đường này vắng quá trời. Thấy những đầm nuôi tôm thôi, người đang khai thác. Đó, hai bên người dân nuôi trồng thủy hải sản các bạn. Đi
ra đường này vắng quá, cảnh đẹp quá nhưng mà vắng rồi, không có người dân cả, không có người. Thôi đi khám phá mình cứ đi nha các bạn nhé. Có cái cầu, ở đây có nhà dân. Bác đang ra thì xoài nhà dân. Cuộc sống thanh bình, mát mẻ. Tôm được bạn. Đó, còn là cái quạt nước, quạt nước tạo không khí đấy các bạn. Cảnh này đẹp giống như cảnh vừa rồi mình quay ở ngoài khu vực Phú Yên nha các bạn nhé. Ngoài Phú Yên mình ra cái xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu. Người dân cũng nuôi trồng thủy hải sản, tôm cua, nên là nhà nào cũng có máy tạo khí như thế này. Cây này cây gì đấy, không phải rừng bát, trồng cái thuốc đây. Quay tạo khí này chắc là nuôi cá thôi. Cái này chắc theo mình nghĩ là nuôi cá thôi. Nuôi tôm thì nhiều tôm, các nuôi tôm. Hai bên là dừa nước các bạn. Hôm nay Thành dẫn các bạn đi khám phá vùng sâu khu vực Cần Giờ. Khu vực này thì thưa người dân, bọn trẻ lâu lâu mới có một người đi thôi các bạn. Đa số là nuôi trồng thủy hải sản. Bên đây cũng một cái hồ nuôi tôm nuôi cá. Đấy, đi làm. Nhà dân thì còn thưa. Trái dừa quá trời trái các bạn này. Đấy, bác đang là xây bờ tường. Đó. Cuộc sống quê thì những người thôn quê được cái là không khí trong lành các bạn, mát, sáng ra mát lắm, thanh bình, nghe thấy tiếng chim kêu. Đường làng quanh co, đây là một hồ nuôi tôm mà lại làm theo kiểu tạo khí kiểu này các bạn. Đây cũng là một cách tạo khí cho tới bên kia thì quạt, hôm nay không dùng quạt mà lại dùng kiểu sục kiểu này, đẹp lắm các bạn. Đây thấy có nhà dân nữa. Đường Trần Văn Quần thuộc xã Bình Khánh nha các bạn nha, thuộc xã Bình Khánh, thành phố huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Muốn đi sang bên huyện Cần Giờ thì phải đi qua phà Bình Khánh. Mình thấy ngã ba đường đẹp quá. Đường nào cũng đẹp các bạn ơi. Bây giờ mình thấy đây có ngã ba, có đường đan, đường mới mở, mới đổ. Mình thì đi vào bên trong đấy xong tí quay ra đường này sau nha các bạn nha.
Đây có ở cái ngã ba. Đường này đường đan mới mở. Không biết để đi đường nào. Theo như mình nghĩ là đường này là chính hơn. Thì thôi mình quẹo vào cái đường mới để xem ra thế nào nha các bạn nha. Xíu nữa mình quay ra. Nét đẹp Cần Giờ. Dọc kênh khu này chắc khu dân mới về. Còn nhà lá các bạn, bên đây là kênh, bên đây là nhà dân. Nhà lá này thì mình thấy nhà lá đây nhưng mà ở thì mát đúng không ạ? Chó đẻ rất nhiều các bạn nhé. Hai bên là cây dại và cả cái những cây chó đẻ. Đây một nhà lá nữa các bạn. Cảnh đẹp thôn quê đẹp mê hồn. Các bạn đi khám phá khu vực Cần Giờ. Này là thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ nha các bạn. Đường làng quê quanh co khúc khuỷu. Hai bên toàn cây dại các bạn. Cái cây chó đẻ với cây dừa nước. Đây thấy có cô bên trong đi ra. Trong này thì ít người. Lâu lâu mới có một người, lâu lâu có một người. Đây mình thấy bác làm gì đây? Nhân dân làm gì đây? Bà hỏi thì hỏi tí xem nha. Đây có bác đang xúc cái gì? Ra mình hỏi xem. Cảnh làng quê đấy các bạn. Đẹp quá trời. Bác xúc gì đấy bác? Bác xúc gì ạ? À, xúc cá về cho cua hả? Ồ trời. Ồ. Cá này cá của nhà mình nuôi hả? Nhà mình nuôi ở đây hả? À, nước mưa xuống lạ nước rồi, chết quá trời. Này, các bạn này. Cá này cá gì bác mà thấy nó cá con cá bún sải này. Ừ. Các bạn thấy bác thiệt hại quá trời này. Do mưa xong là chua. Dạ, cái này hơn 100.000 đồng một ký. Cái này là mưa xuống là chắc là nó do mưa xong là chua nó lên rồi bác. À, phèn chua nó lên nhiều. Cho nó làm cho cá chết. Ủa chết quá trời, chết nếu mà như này thì chắc gần hết luôn rồi. Ờ, trắng bờ luôn kìa.
qua rớt mớ rồi. Ôi trời ơi, chết hết luôn rồi. Tội nghiệp người dân không có các bác, à các bạn. Đấy, nuôi được tí mà. Không mưa thì bảo không mưa. Mong mưa xuống thì cũng lại cũng có thiệt hại các bạn ạ, cũng có cái mặt lợi mặt hại. Cá của bác chết dọc hai bên bờ chết quá trời các bạn này. Mưa xuống nó lên phèn chua. Cá sốc cá chết hết rồi các bạn. Đây nhà của bác đây chắc. Đầm bên đây bác nuôi cua hay nuôi cá? Bên này hả? Đầm bên này bác vừa nuôi cua, nuôi cá. Đấy, đấy cá chết tiếc bác vớt hết về cho cua ăn. Ôi trời ơi, chết quá trời luôn. Tiếc không? Giáo rồi. Đây, chú bác à, nhà bác đây. Vẫn còn cảnh nhà lá đơn sơ nha các bạn. Bác nuôi vừa nuôi cá vừa nuôi cua. Ô, có con cún vàng đẹp quá. Thôi bác đi ra ngoài kia bác cho cua ăn rồi. Em cảm ơn bác nha, em đi đây. Đấy, người dân cũng vất vả lắm các bạn. Nuôi được con cá, con tôm. Mưa xuống thì cũng có mặt lợi, mặt hại. Mưa xuống thì chết hết luôn. Cá thì bác nói là hơn 100.000 một ký. Mà chết hết luôn các bạn. Cảnh làng quê đẹp quá các bạn ơi. Đây cái cây gì mình không biết luôn. Thật cây dại không à. Tại sao có hai ngôi mộ chôn ở đây. Bên kia là dừa nước. Đây, đây. Quá trời dừa nước luôn. Dạ. Em đi quay. Dạ. Cá chết rồi, vừa rồi em quay rồi. Dạ. Dạ, có bà Sáu hả? Mưa xuống. Mưa xuống nó sụp phèn lên đúng không? Ờ, chết hết rồi. Chết. Ồ, cảnh khổ quá. Nó giảm tính mạch, cô té tới té lui. À, bây giờ hai cô bác ở đây hả? À. Ở đỡ ở đây phải không? Bên đây thấy cá gì cô nhìn thấy? Cá này đủ thứ cá trong này luôn á. Nhà mình nuôi hả? Không có nuôi. Cái nhiều nhau lâu mình tháo ao cái mà cá mình phải diệt, mình bỏ hết đậm không ăn con tôm á. À. Thì mình diệt mình đem nó qua đây. À. Hai bắt hai câu. Ồ. Rồi, cái này nè, nói cho nghe hả? Tôi nay 71 tuổi thằng không? Dạ. Cái mùa dịch mà chỉ thị 16 đưa lên hả trên chung cư mình nè. À. Không có một miếng gì ăn hay giáo luôn á. À. Mà đâu có cho mình đi, nó gác thì chốt cho đi. À. Mình cháu nó làm trong trống công an khu vực rồi nó gác chốt tụi bay. Để cho bà tháo cái này, bà tháo cho mấy người ở trên tụ nghiệp quá tụi bay ơi, không có gì ăn hết trơn, con nó khóc là ôm sùm. Ừ. Tháo cho không. Ừ đấy. Cho mà nhờ mấy thằng đó nó đưa đi chứ mình đâu dám qua chốt. Quá cá thì mình thấy cá nhiều lắm. Lúc này tại vì người ta đi mần được rồi đó. À. Không có, ta thả gì ra câu. Ừ. Cho hết luôn, không có. Quá trời. Đây cũng cho nữa. Quá trời cá luôn. Trời ơi, nó câu cá lóc nhiều, nó nhiều khi nó cạn như vậy nè. Ờ. Người ta để người ta bán, người ta đâu có cho như vậy, người ta bán, người ta đâu có cho. Ờ. Thiệt mà nó xịt, nó xịt điện, nó đâu còn con nào nữa chứ. Ờ, đúng rồi, xịt điện là chết hết. Thôi cho cái hai thằng đó nó lên, nó cũng trên đây nè, cũng có quen nó, chứ không có nhà trọ ở. Ờ. Cái tội nghiệp nó không có thuốc khúc rồi nữa. Cái này
cho con rồi con xẹp được con kia bà, nó hồi kia anh gì lên mượn cá bự cho mình. À. Thôi nó bự ta bán có tiền mà cho anh gì cũng đem gì hết thì cho đi. Đứa bán hồi kia cho được mấy trăm ngàn, phải 500 gì đó. À. Đứa được phải 500 ngàn. À. Xuống nó mua này mua kia, tôi thấy tụi bay mua tao trả tiền cho. Dạ. Lúc đó thằng nhóc nó bệnh mà nó cũng còn tiền, từ hồi nó chết đến giờ cũng mấy tháng nay. Ồ, anh bị bệnh gì? Ngân hàng không có cho vay nữa. Ờ, bị bệnh bệnh gì mà bệnh gan, bệnh ung thư gan. À, ra ngoài miền Bắc ghép gan ghép ở ngoài đấy mà không được không ghép nó xong rồi bác sĩ nói là được 3 năm về nó được 5 năm 6 tháng. Ờ, anh có gia đình gì không? Nó có đứa con được 20 tuổi rồi. Ờ. Mới có vợ có 2 tháng vợ đi đâu mất tiêu rồi. Ờ. Rồi hỏi sao con đi vậy, nó không có nói năng gì tới chừng mà đâu được cũng cả tháng 2 tháng gì không đóng được tiền cho ngân hàng gì bệnh đó. Ừ. Nhà đâu biết đâu, tiền hụi tiền hàng gì bạn bè nó quen 400-500 triệu. Ừ. Nó hơn trăm nhà đi kệ nó, mẹ dán mẹ chạy mẹ hoàn chạy. Cảnh khó khăn quá giờ, khó vay ngân hàng còn không cho, không có mắc nợ nữa mà nó không cho. Dạ. Vay đang về tiêu xài đâu mà. Dạ. Thôi thậm chí sẽ mời hả ông đi lên chợ ông uống cà phê ở đây nè, chứ còn bữa nào cũng đi vậy đó, mua cá về cho mấy con cua nó ăn, mua có mồi giặt đó. Dạ. Nhà không có đồng bạc, chứ không có đồng bạc mua. Ừ. Mua gạo hồi đó mua gạo bao giờ mua 5 ký 3 ký mà hỗ trợ. Dạ. Dần ngân hàng không có dài, chết dần hết luôn. Ừ. Bông gì á? Bông sệ. Bông sệ. Chết quá trời luôn. Nó trời mưa xuống. Nó chua, nó sụp phèn chua lên. Sụp phèn chua chết. Ừ, phải xịn trơn không xịn. Phải nó mới rồi đời như mình diệt á. Bắt được. Ở mình đây là Bình Khánh vậy bác bà nhỉ? À, xã Bình Khánh huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ. Đây nhiều ấp lắm, hồi đó một ấp nhiều lắm. Dạ. Phải chứ mình thôi cho đi nhá. Cảm ơn bà nhiều. Vắt quá trời các bạn. Thì dân đào ao nuôi cá. Cảnh đẹp quá. À. Vọc bắn chim. Bên đây là kênh nước. Ấy. Toàn là dừa thôi. Ủa, bác có một là nhà bác này này thích chơi cảnh như các bạn này, quá trời cây và mẫu đơn đẹp quá trời nữa, dần mướt lên cảnh trí đẹp ghê. Và mẫu đơn bác bác có nhà dàn hoa đẹp quá. Dạ, có dàn hoa đẹp quá trong quay tí. Hoa này hoa mẫu đơn. Dạ, đẹp ghê, nhà bác ở này đẹp ghê, mát ghê. Bác lại thích ở bên trong nhiều lan hồ điệp lắm các bạn. Bác chơi cây cảnh. Đẹp ghê không? Trong mình có thấy một cây hoa màu vàng. Giống như kiểu mẫu đơn màu vàng. Đẹp ghê rồi. Hai quan trọng. Ủa, mẫu đơn đấy. Một người yêu thiên nhiên, yêu cây cảnh các bạn. Trồng nguyên khoảnh đất của bác trồng toàn hoa mẫu đơn, đẹp ghê. Đây là dừa nước. Ồ, đây lại còn đây này, một cái ngã ba nữa các bạn, không biết đi đường nào, thôi mình đi bên đây đi nha. Ở đây mình thấy có nhà dân. Chia sẻ cảnh đẹp khu vực xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ cho các bạn. Ô, đường kia mình không đi, mình đi vào đường cụt rồi các bạn ơi, đi vào đường cụt rồi, quay ra rồi.
Ủa dưới kênh nhìn thấy có cá nhiều lắm, kênh tự nhiên cá nhiều. Hết đường rồi. Đường không đi mà đi đường cụt. Thấy có nhà lá này các bạn. Nhà lá này giờ ở mát lắm, cảnh nhà lá này mát tuyệt vời này các bạn. Mình đường kia mình không đi, mình đi vào đường cụt các bạn. Là phải quay ra. Khu này nó thuộc vào hàng vùng sâu vùng xa cho nên là ít người các bạn, lâu lâu mới có người. Đường này còn dài thì mình không vào, mình vào đường cụt hồ nuôi tôm. Xé luôn các bạn. Thanh Bình nữa các bạn nhé. Cảnh làng quê Thanh Bình. Cô bé này đi xe ra. Khu vực này nhà dân nhiều nhà lá nữa các bạn. Nhà lá thì nó mát. Nhiều nhà làm nhà lá thì nó mát, nhưng mà cái ở trong Nam này nó không có gió bão, chứ nếu mà cảnh mà nhà lá như này mà ở ngoài Bắc hay là ngoài, nhất là ở miền Trung thì chắc không chịu được. Cảnh nhà dân như vậy. Chiêm những cảnh đẹp làng quê. Ở đâu vậy?